Xin chào các anh em thân mến. Kể từ năm 1973, khi mà người Mỹ rút quân khỏi Việt Nam, đám bù nhìn Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam đã bắt đầu có sự lung lay nhất định. Chúng càng lung lay hơn khi Mỹ rút dần các khoản viện trợ, để chúng tự phải gánh trách nhiệm tử thủ trên đôi vai đã dần hao gầy. Và khi mà Phan Giang chuẩn bị thất thủ, Nguyễn Văn Thiệu đã đi một bước đi mà không ai ngờ tới được. Viết một lá thư tay, vay tiền ngoại bang và thế chấp bằng tài nguyên đất nước. Đó là một phát biểu của những kẻ có thể đọc được tần số 39Hz, cũng như biểu hiện của những kẻ sắp đi tới hồi thất bại. Vậy Thiệu đã viết gì trong lá thư xin vay tiền của hắn? Cùng Mr. Sui đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay các bạn nhé! Sau những pha gáy khét lét của Thiệu và chịu sự thất bại cay đắng trước quân giải phóng tại Tây Nguyên và Đà Nẵng, đoàn quân hơn 1 triệu người của Thiệu gần như đã hoàn toàn tự triệt tiêu đi sức mạnh của mình. Với thảm họa triệt thoái trên đường số 7, 100.000 quân bị đánh bại tại Đà Nẵng, đoàn quân của Thiệu trong 4 tháng lịch sử đã dần tan rã, rệu rã, nối đuôi nhau chạy hàng dài về Sài Gòn và không còn sức chiến đấu nữa. Đồng thời, hàng loạt vũ khí mà Mỹ cung cấp cho Việt Nam Cộng Hòa những năm trước năm 1975 cũng gần như đã tiêu hao sạch, bị phá hủy hoặc bị tịch thu bởi quân giải phóng. Về các đơn vị được xem là thiện chiến, gan lì của Việt Nam Cộng Hòa, gồm các liên đoàn biệt động quân cũng rút dần về sau phòng tuyến Phan Giang. Điều này cho thấy đám tướng tá đang ngồi tại Dinh Độc Lập phải đặt ra một dấu hỏi chấm lớn. Bên trong Việt Nam Cộng Hòa cũng dần xảy ra những lục đục nội bộ, càng làm rõ thêm sự lung lay của Việt Nam Cộng Hòa khi quân giải phóng tiến quân quá nhanh sau khi chiếm được Ngũ Hành Sơn và vượt sông Trà. Sự lục đục đầu tiên đã có ít nhất hai âm mưu ám sát Nguyễn Văn Thiệu bị phát giác. Đó là vụ phi công Nguyễn Thành Trung, vốn là một chiến sĩ gián điệp do ta cài vào hàng ngũ của Việt Nam Cộng Hòa, dùng máy bay F-5E ném bom vào Dinh Độc Lập. Và trước đó là vụ ám sát Hụt Thiệu của một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 23 tháng 1 năm 1975 bằng súng ngắn. Người này sau đó đã bị mang ra xét xử bởi tòa án binh của Ngụy. Tại Phan Giang, những tướng lĩnh như Nguyễn Vĩnh Nghi, Trần Văn Nhật, sư đoàn 2 Ngụy, Phạm Ngọc Sang, không quân Ngụy và nhiều chỉ huy đơn vị của Ngụy xung quanh Phan Giang phải trình bày và trả lời 2 tiếng đồng hồ về các nguyên nhân và đề đạt cấp tốc hướng đối phó chiến thuật về tổng bộ tham mưu của chúng. Trần Văn Đôn, với tư cách là tổng trưởng quốc phòng, ghi chép lại lập tức ý kiến các tướng tá. Trong số đó có 3 điều được ghi trong hồi ký sau này của Đôn như sau. Thứ nhất là liên đoàn biệt động quân không thể giữ các địa điểm quan trọng ở các đèo gọi là nút chặn tiến công. Lý do là thiếu máy truyền tin để các đơn vị Ngụy liên lạc với nhau. Thứ hai, pháo binh Ngụy tại Phan Giang có 4 khẩu pháo 105mm có thể xem là đủ, đạn dược cũng còn đủ dùng thêm một thời gian ngắn, nhưng lại thiếu ống nhòm để hiệu chỉnh cho pháo. Thứ ba, Trần Văn Đôn đã hỏi không quân Ngụy có bom CBU, tức là bom hơi ngạt. Không quân Ngụy đã trả lời không có. Điều thứ ba mà Đôn nhắc tới, bom CBU là một loại vũ khí rất nguy hiểm. Nếu Đôn ghi trong hồi ký của mình là bom hơi ngạt, thì đó chính là những quả CBU-55, vốn là bom nhiệt áp được Mỹ chế tạo. Một khi đã ném xuống thì hao tổn sinh lực cho quân giải phóng gần như là không thể tránh khỏi. Như vậy, họ đổ lỗi một phần việc phải rút về phía sau cho sự thiếu thốn phương tiện giao chiến. Thật nguy hiểm, quân giải phóng đang tiến về hướng Phan Giang mà các báo cáo nội tình của họ chẳng lạc quan chút nào, đành lòng mở một lối thoát. Trần Văn Đôn bảo tướng Nghi, thôi nhắm không giữ nổi Phan Giang thì liệu ngay việc rút lui chiến thuật đi. Nhưng Đôn dặn, nhớ cùng đại tá tỉnh trưởng Ngô Trần Nghĩa giữ cho được Phan Thiết. Cài đặt xong, Đôn lên máy bay rời Phan Giang. Trung tướng Tư lệnh Quân đoàn 3 xin cùng về Sài Gòn chung chuyến ấy để bàn định kế hoạch phòng thủ thủ đô đang bị đe dọa. Về Sài Gòn, Đôn cho mời tùy viên quân sự Mỹ là tướng Smith đến văn phòng Bộ Quốc phòng có việc gấp. Tại đó, tiếng Smith nghe tường trình ngắn gọn về tình trạng nguy ngập và thiếu thốn khí cụ ở mặt trận và yêu cầu ông ta tìm cách cung cấp cho tôi, Trần Văn Đôn, những vũ khí, bom CBU, ống nhòm, những phương tiện mà quân đội đang cần. Tướng Smith đã khiến cho tất cả thất vọng khi trả lời rằng các kho vũ khí của Mỹ không còn những món mà quân Sài Gòn cần cung cấp. Ông ta hứa sẽ hỏi lại Bộ Tư lệnh của Mỹ ở Thái Bình Dương xem và lặp lại cơ hồ để Bộ Quốc phòng Sài Gòn đừng quá hy vọng rằng các kho đạn dược hiện nằm ngoài Việt Nam. Trên đường về, Smith lại ghé văn phòng Tổng Tham mưu trưởng và nói với tướng Cao Văn Viên đại ý là nếu ông Đôn bàn việc định di tản gia đình con cái của ông ta ra nước ngoài như thế nào thì tướng Smith còn có thể lo liệu được, chứ mà đòi cung cấp khí cụ thì khó lắm. Trong bối cảnh lúc bấy giờ thì tìm cách tác động để Mỹ rót viện trợ khẩn cấp là ngoài tầm tay của tướng Smith, huống gì Quốc hội Mỹ còn không muốn can dự vào những cố gắng quân sự của Sài Gòn. Quốc hiệu mới của nghị sĩ và dân biểu Mỹ là còn viện trợ còn đổ máu. Trong tình thế ngay lúc đó, Sài Gòn gần như đã mất hết cơ hội để nhận được tiền từ Mỹ. Cần nói rõ hơn rằng
Kể từ giai đoạn 1972 đến 1975, Mỹ đã liên tục giảm các khoản viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Các báo cáo chỉ ra rằng, trong giai đoạn 1972 đến 1973, Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa 1 tỷ 614 triệu đô la. Đến năm 1973-1974, chỉ còn 1 tỷ 26 triệu đô. Và cho đến giai đoạn 1974-1975 lại ít hơn nữa khi còn đúng 700 triệu đô la. Lúc mà Trần Văn Đôn nôn nóng xin cung cấp vũ khí, phương tiện một cách muộn màng, thì Thiệu đã cố gắng lần cuối trước khi từ chức viết thư van nài Tổng thống Ford cho vay nợ vì tự do. Bức thư được cố vấn của Thiệu đưa ra sau ngày 30 tháng 4 tại Mỹ có đoạn: "Thưa ngài Tổng thống, tôi đề nghị ngài yêu cầu Quốc hội Mỹ đồng ý cho chúng tôi vay dài hạn lần cuối, số tiền 3 tỷ Mỹ Kim được phân chia trong 3 năm và kỳ hạn hoàn trả là 10 năm với mức lãi suất do Quốc hội quyết định." Thiệu trong cơn tuyệt vọng đem cả tài nguyên đất nước ra thế chấp. "Tiềm năng về dầu hỏa và nguồn lợi về nông nghiệp của chúng tôi sẽ thế chấp cho món nợ này. Số tiền vay này được gọi là Freedom Loan. Số tiền này sẽ cho phép chúng tôi có một cơ hội để được tồn tại. Trong giờ phút vô cùng khẩn thiết này, chúng tôi mong muốn được ngài thúc giục Quốc hội xem xét dễ dàng và cấp bách lời yêu cầu được vay số tiền vì tự do nêu trên của chúng tôi. Đây là hành động cầu xin cuối cùng mà chúng tôi, một người bạn đồng minh, gửi đến nhân dân Mỹ. Kính chào, Nguyễn Văn Thiệu." Thiệu bàn giao bức thư cho cố vấn của mình là tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng mang sang Washington để vận động hậu thuẫn cho kế hoạch vay tiền của Thiệu. Trước khi lên đường, Hưng điện cho đại sứ Martin ở nhà riêng thông báo về chuyến đi và cho ông biết Thiệu đang muốn ngăn chặn sự phủ quyết của Quốc hội Mỹ và phái Hưng vận động vay 3 tỷ đô la, rồi hỏi liệu có cơ may thành sự hay không. Martin trả lời có thể được bằng một giọng điệu êm ái nhưng không che giấu được sự hứng hờ lạnh nhạt, vì dường như ông ta đang bận rộn với việc khác. Hưng thuật lại như vậy và bảo trong cuộc điện đàm lần đầu tiên đại sứ Martin dùng chữ tổng thống của các ông chứ không phải tổng thống hoặc tổng thống Thiệu như trước đây. Mấy tiếng của các ông đầy dự cảm không hay. Ngày 18 tháng 4, sau khi qua Mỹ, tiến sĩ Hưng đến Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA để thu âm buổi phỏng vấn quanh kế hoạch vay tiền vì tự do. Hưng nghĩ điều đó sẽ khích lệ phần nào tinh thần quân đội Sài Gòn khi nghe đài VOA, hy vọng còn nhận được viện trợ. Nhưng vài phút trước khi đi, mọi dự định thải đều tan vỡ vì đài phát thanh Hoa Kỳ đưa tin Quốc hội biểu quyết từ chối viện trợ. Kissinger tuyên bố việc bàn luận về Việt Nam đã chấm dứt và điều quan tâm của Mỹ lúc bây giờ là rút người của họ về nước. Ngay đêm hôm sau 19 tháng 4, Phan Thiết mất, tuyến phòng thủ Sài Gòn từ xa bị đập tan, đường tiến về Sài Gòn rộng mở. Hai ngày sau, 21 tháng 4, Thiệu xuất hiện trên truyền hình suốt 3 giờ đồng hồ, tuyên bố từ chức. Thiệu trách móc Mỹ bằng những lời cay cú, công khai, mô tả Mỹ là một đồng minh vô nhân đạo với những hành động vô nhân đạo, chỉ trích Mỹ vì cắt giảm viện trợ cho chính quyền của Thiệu. "Tôi từng nói với người Mỹ, mấy ông bảo chúng tôi làm những việc mà chính mấy ông không làm được với nửa triệu binh lính, binh hùng tướng mạnh, xài gần 300 tỷ Mỹ Kim trong 6 năm trời. Nếu các ông không muốn nói là bị Cộng sản đánh bại ở Việt Nam, thì cũng phải nói một cách khiêm nhường là mấy ông không có thắng, mấy ông chỉ tìm một cái lối thoát danh dự. Thì bây giờ, với cái quân đội này, thiếu súng đạn, thiếu thuốc, thiếu xăng, thiếu máy bay, không có B-52, lại bảo tôi làm cái chuyện đội vã trời, thì có khác gì mấy ông cho tôi 3 Mỹ Kim mà bảo tôi đi máy bay hạng nhất, ở phòng ngủ có giá 1 ngày 30 Mỹ Kim, ăn 1 ngày 4-5 miếng thịt bò, uống 1 ngày 7-8 ly rượu. Không làm được, phi lý. Và mấy ông còn 1 năm nữa, mấy ông ăn cái lễ 200 năm, thì tôi có hỏi họ hẳn hoi là lời nói của Hoa Kỳ có còn đáng tin cậy hay không, mà những gì mấy ông hứa có giá trị hay không. 300 triệu Mỹ Kim có đáng gì với mấy ông? 300 triệu Mỹ Kim mà so với cái chuyện mấy ông bảo tôi rằng hãy làm một chiến thắng, hãy ngăn chặn sự xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt mà mấy ông làm trong 6 năm trời không được. Mỹ đánh không lại Cộng sản nên bỏ mặc Việt Nam Cộng Hòa đánh một mình thì làm sao ăn, có giỏi thì Mỹ vô đây lần nữa. Nhưng mọi sự khi ấy đã rồi, Thiệu than thở thì cũng chỉ là than thở vì Mỹ khi ấy đã trở mặt, còn tốt Việt Nam Cộng Hòa của Mỹ đã hết giá trị lợi dụng. Nó đã không thể đi hết được bàn cờ, một bàn cờ mà phía bên kia quân giải phóng còn rất nhiều quân mạnh và có thể ăn quân tốt Việt Nam Cộng Hòa của Mỹ bất cứ lúc nào. Và trong lúc Thiệu than thở trách móc Mỹ về những điều Mỹ không làm cho Thiệu, thì Xuân Lộc đã vỡ trận, ngụy quân rút chạy trong đêm 20 tháng 4 về rừng Lá và một cánh cửa then chốt tiến vào Sài Gòn, chủ quân giải phóng đã được mở ra. Kết thúc video tại đây, anh em có bình luận gì về lá thư ăn xin van nài của Thiệu để xin 3 tỷ đô la từ Mỹ? Hãy để lại một bình luận cho Mr. Xui được biết nhé. Đừng quên like, share video và đăng ký kênh Ngược Dòng Lịch Sử để ủng hộ Mr. Xui nhé.